Chào các bạn, mời các bạn tham khảo bài văn mẫu phân tích bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu dưới đây do đọc tài liệu tổng hợp và biên soạn để học tốt môn ngữ văn lớp 12. Tố Hữu được mệnh danh là ngọn cờ đầu của phong trào thơ cách mạng. Thơ ông là vũ khí để tuyên truyền, cổ động tinh thần chiến đấu, cũng như nêu cao tình yêu và tinh thần yêu nước mãnh liệt. Mặc dù thơ ông viết về chính trị nhưng không hề khô khan, ngược lại rất tình cảm. Bài thơ Việt Bắc sáng tác sau khi chiến thắng thực dân Pháp, tác giả muốn gợi lại tình quân dân thắm thiết, ân tình và sâu nặng trong cuộc kháng chiến. Bài thơ được viết theo thể đối đáp, càng gợi lên sự bình dị, ấm áp và thân quen đến lạ lùng. Bài thơ Việt Bắc được viết theo thể lục bát, tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng, trầm bổng mà sâu lắng trong lòng người đọc. Đây chính là một sự khéo léo, tạo nên thành công của bài thơ chính trị mà trữ tình, dạt dào cảm xúc này. Tác giả mở đầu bằng sự nuối tiếc, quyến luyến, bị dịn của người ở lại và kẻ ra đi trong một khung cảnh tràn đầy nhớ thương. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Những câu thơ chính là tâm trạng của người ở lại trong sự níu kéo và tiếc nuối khi phải chia xa những người chiến sĩ cách mạng đã bao nhiêu năm gắn bó. Tác giả đặt đại từ ta và mình, thể hiện sự gắn bó khăng khít, son sắt và chung thủy. Tác giả đã đưa ra quãng thời gian cụ thể là 15 năm ấy, quãng thời gian rất dài, gắn liền với cuộc chiến tranh ác liệt của nhân dân ta với thực dân Pháp. Đó cũng chính là quãng thời gian tình quân và dân thiết tha, nặng tình nặng nghĩa. Lòng người ra đi và người ở lại tràn ngập nỗi nhớ thương, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của những điều xưa cũ còn vẹn nguyên và tinh khôi ở trong lòng. Tố Hữu dường như đã gieo vào lòng người đọc cái cảm giác vấn vương một cách lạ lùng. Tâm trạng quyến luyến, bị dịn của người ở lại khiến cho người ra đi không khỏi bồi hồi, không muốn rời chân bước đi. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo tràm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Tâm sự của người ở lại khiến cho người ra đi không đành lòng bước đi. Tiếng nói đó lại làm trực trào nhớ thương và những kỷ niệm khó quên. Tâm trạng ấy được gói gọn trong từ bâng khuâng, như dùng rằng níu kéo chẳng muốn bước đi. Thật khó để có thể hiểu được cảm xúc của người trong cuộc lúc này. Lúc này đây chính tâm trạng của người ra đi và người ở lại đều không thể lý giải được là tại sao lại như vậy. Phải chăng tình yêu đã quá lớn và kỷ niệm đã quá đầy để có thể quay mặt bước đi? Suốt 15 năm sống và gắn bó với mảnh đất nơi đây, đồng đội và đồng bào đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi, san sẻ cho nhau từng bữa cơm giấc ngủ. Những năm tháng gian khổ ấy đâu chỉ kể với nhau trong vài câu chữ như thế này. Nhưng chính câu chữ đã khiến cho cảm xúc tràn ra, không thể thôi nhớ và thôi mong. Người ra đi đã đáp trả lại tình cảm người ở lại. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Ta và mình dường như hòa quyện với nhau thành một thể thống nhất, không tách rời nhau. Người ra đi một mực khẳng định rằng mặn mà đinh ninh. Hai từ đinh ninh như ghim chặt vào lòng người đọc, tấm lòng son sắt và thủy chung trước sau như một. Đó là tình cảm hết sức thiêng liêng và cao cả. Khi nhớ về núi rừng Việt Bắc, tác giả nhớ tất thảy thiên nhiên và con người nơi đây. Mọi thứ hiện lên đều rất sống động, đậm nghĩa, vẹn tình. Chỉ với vài bước phác họa bức tranh tứ bình về thiên nhiên và con người nơi đây hiện lên một cách vẹn tròn, ý nghĩa tươi đẹp nhất. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao ánh nắng giao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Một bức tranh tứ bình tuyệt đẹp, sống động và tinh khôi nơi núi rừng Việt Bắc. Trong bức tranh ấy không chỉ có hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, mà còn xuất hiện thêm hình ảnh con người chân chất, mộc mạc nhưng lại tình cảm và ý nghĩa biết bao. Có lẽ đây là đoạn thơ hay nhất, đẹp nhất, trữ tình nhất trong bài thơ Việt Bắc. Nó chính là điểm sáng để cả bài thơ tràn đầy tình yêu thương và tinh thần lạc quan. Điệp từ nhớ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, khiến cho nỗi nhớ trong cả bài thơ dường như tràn ra lênh láng, cảm xúc của tác giả cũng như vỡ òa, dội lên mãnh liệt. Tác giả không chỉ nhớ đến cảnh vật và con người Việt Bắc, quan trọng hơn nữa là ông nhớ những cuộc chiến tranh ác liệt gian khổ đã diễn ra. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Với giọng điệu không còn dìu dặt, tha thiết đặc trưng của thể loại lục bát nữa, mà đã chuyển sang sự hào hùng, vang dội khi kể về những trận chiến giữa núi rừng Việt Bắc. Đọc những vần thơ này, chúng ta nhận ra được hào khí Đông A thật mạnh mẽ và quyết liệt, dữ dội trong lòng của tác giả. Những năm tháng đó, những cuộc chiến đó vẫn chưa thể xóa nhòa trong lòng quân và dân. Thực vậy, bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu với giọng điệu thiết tha, da diết và hào hùng đanh thép đã gợi mở về tình quân dân đậm đà thắm thiết và tinh thần yêu nước mãnh liệt của nhân dân ta. Đọc bài thơ chúng ta thêm ngưỡng mộ và khâm phục sự tài tình của Tố Hữu. Trên đây là bài văn mẫu phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm những tài liệu học tập phong phú mà Đọc Cây Liệu đem đến cho bạn.